Ở video tiếp theo này, chúng ta cùng đi chữa phiếu bài tập T02 đánh giá thành tố giao tiếp và hợp tác số. Đánh giá hoạt động học tập phát triển thành tố giao tiếp và hợp tác của năng lực số mà thầy cô xây dựng bằng bộ tiêu chí sau. Câu 1. Hoạt động thầy cô xây dựng có thể tổ chức dạy học qua một số công cụ đơn giản và phổ biến như Zoom, Google Meet, Meeting. Câu 1. Hoạt động thầy cô xây dựng có thể tổ chức dạy học qua một số công cụ đơn giản và phổ biến như Zoom, Google Meeting theo hướng dẫn. Ở đây chúng ta sẽ lựa chọn đáp án B là có. Câu 2. Hoạt động thầy cô xây dựng yêu cầu khuyến khích học sinh trao đổi qua các diễn đàn trên Internet, qua điện thoại với bạn bè và bố mẹ và giáo viên. Chúng ta chọn đáp án A là có. Câu 3. Hoạt động thầy cô xây dựng giúp học sinh nhận biết các thiết bị số đơn giản để chia sẻ thông tin với người khác. Chúng ta chọn đáp án A, có. Câu 4. Hoạt động thầy cô xây dựng yêu cầu học sinh thực hiện các thao tác trên thiết bị số để chia sẻ được các nội dung thông tin với bạn bè, thầy cô, giáo và cha mẹ qua mạng máy tính, điện thoại di động, Facebook, Zalo và email. Thì chúng ta chọn đáp án B là có. Câu 5. Hoạt động thầy cô giúp học sinh nhận biết được một số dịch vụ số đơn giản hỗ trợ tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động ngoài xã hội. Ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án B là có. Câu 6. Hoạt động thầy cô xây dựng yêu cầu học sinh sử dụng được các công cụ số, phần cứng và phần mềm tham gia hoạt động tập thể, trường lớp và giao tiếp với người khác. Chúng ta sẽ chọn đáp án B là có. Câu 7. Hoạt động thầy cô xây dựng cung cấp kinh nghiệm, trải nghiệm lựa chọn được các công cụ và công nghệ số đơn giản để giao tiếp, hợp tác với bạn và người khác. Thầy cô chọn đáp án A là có. Câu 8. Hoạt động thầy cô xây dựng rèn luyện cho học sinh kỹ năng làm việc hợp tác với bạn và người khác trong sử dụng các công cụ và công nghệ số. Mời thầy cô chúng ta chọn đáp án B là có. Câu 9. Hoạt động thầy cô xây dựng giúp học sinh bước đầu phân biệt được những hành vi nào là phù hợp, hành vi nào là không phù hợp chuẩn mực đạo đức trong môi trường số. Chúng ta lựa chọn đáp án A là có. Câu 10. Hoạt động thầy cô xây dựng giúp học sinh có ý thức không sử dụng ngôn từ, hình ảnh, biểu tượng phản cảm nhằm tổn hại tới người khác thông qua môi trường số. Ở đây chúng ta sẽ lựa chọn đáp án B là có. Câu 11. Hoạt động thầy cô xây dựng định hướng học sinh ủng hộ các hành vi thiếu văn hóa của người khác khi hoạt động trong môi trường số. Chúng ta chọn đáp án A, không. Câu 12. Hoạt động thầy cô xây dựng giúp học sinh lựa chọn các thông tin tối thiểu về bản thân trong môi trường kỹ thuật số. Chúng ta lựa chọn đáp án A, có. Câu 13. Hoạt động thầy cô xây dựng giúp học sinh có ý thức và biết cách đơn giản để bảo vệ thông tin cá nhân trong môi trường số. Câu 13. Hoạt động thầy cô xây dựng giúp học sinh có ý thức và biết cách đơn giản để bảo vệ thông tin cá nhân trong môi trường số. Chúng ta chọn đáp án B, có. Câu 14. Hoạt động thầy cô xây dựng khuyến khích học sinh cung cấp thông tin cá nhân cho người khác. Ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án A, không. Câu 15. Hoạt động thầy cô xây dựng yêu cầu khuyến khích học sinh sử dụng các thiết bị số trong giao tiếp và hợp tác với bạn, với thầy cô giáo, với bố mẹ trong học tập và cuộc sống hàng ngày. Chúng ta lựa chọn đáp án A, có. Câu 16. Hoạt động thầy cô xây dựng yêu cầu khuyến khích học sinh chia sẻ các ý kiến, các sản phẩm, thông tin và dữ liệu trong môi trường số thông qua gửi nhận email. Chúng ta lựa chọn đáp án B là có. Như vậy, sau khi các thầy cô chúng ta làm đầy đủ hết 16 câu như phần gợi ý hướng dẫn ở trên, các thầy cô chúng ta kích vào lục bài, chắc chắn bài của chúng ta sẽ đạt điểm 100. Xin chúc mừng các thầy cô.